Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho cái kênh và những gì tôi và bà xã tôi làm trong thời gian vừa qua. Thì sáng nay bà xã có kể một cái câu chuyện rất là hay và tôi muốn mượn cái video này để kể lại cái câu chuyện đó. Đồng thời nó có một cái ngẫu nhiên là cái câu chuyện đó nó lại liên quan đến cái thông điệp mà tôi nhận được của ngày hôm nay, cái thông điệp ngẫu nhiên mà tôi nhận được của ngày hôm nay. Cho nên tôi mới thấy đó là nó rất là hay để mà làm cái video này chia sẻ cho các bạn. Ok. Thì bà sẽ kể câu chuyện về một người học trò đang trên cái con đường mà phát triển cái sự nghiệp của mình ấy, thì rất là khao khát để thể hiện, rất khao khát để thể hiện là mình là một người giỏi, mình là một người tài năng, muốn học thật nhanh để mà tiến thân trên cái đường đời ấy các bạn. Cái người học trò này đi tìm tìm một người thầy, tìm một người thầy mà người thầy đó ai cũng biết là người thầy rất là giỏi. Cho nên người học trò này bằng mọi giá tầm sư học đạo tìm đến được nhà ông thầy đó thì mới ngồi xin ông thầy để mà được trở thành là học trò của ổng. Thì ông thầy mới hỏi là hey con muốn trở thành học trò của ta để làm cái gì? Thì cái chàng học trò này á đã mới nói là ok, con muốn giàu nè, con muốn giỏi nè, con muốn mọi người biết đến với con nè, con muốn mọi thứ nó phải thật là nhanh, cho nên con muốn đi tìm đến cái người thầy phải là người thầy giỏi nhất và đó là lý do mà con đến tìm với ông thầy. Thì ông thầy kêu ồ cảm ơn con tìm với ta, ok. Thì trước khi mà chúng ta học á, chúng ta sẽ phải trải qua những cái bài bài trải nghiệm chút nha con. Cái người học trò kêu ok, ông thầy ông giỏi thì đương nhiên là ông sẽ phải kiểm tra cái này kiểm tra cái kia trước khi ông nhận học trò đúng không. Thì ông thầy ông mới lấy ra một cái xô, ông kêu chứ sáng nay là ta chưa có tưới cây trên cái vườn, thôi bây giờ con lấy cái xô này con ra ngoài giếng á, cái con bằng cách nào đó con tưới cái vườn một cách nhanh nhất của con có thể được không. Cái người học trò kêu chứ tưởng mà kiểm tra cái môn lý thuyết bây giờ bắt mình làm cái việc cái việc như vậy đi, nhưng mà được, bởi vì tôi muốn giỏi, tôi muốn phát triển nhanh, cho nên là phải đi học thầy này thôi, cho nên ok. Thế là người học trò chạy ra người giếng múc 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 nước lên, múc nước lên xong á chạy thiệt nhanh từ người giếng vào, đổ vào trong những cái chậu cây ấy các bạn, đổ vào từng chậu cây một. Cái rồi cái xô thì nhìn rất là bự nhưng mà lúc đổ với chậu cây thì nó chẳng được bao nhiêu nước. Thế là rồi lại chạy ra người giếng múc nước đổ vào cái cây, múc nước đổ vào cái cây, múc nước đổ vào cái cây, và nó rất là ngạc nhiên là tại sao nó lại lại không có được nhiều nước vậy ta, cái xô nhìn nó rất bự mà. Thì ông thầy mới cười kia, nó hỏi gì ông thầy mới kêu chứ có khi nào mà con đi nhanh quá, có khi nào con đi nhanh quá cho nên là nước nó văng ra hai bên không, thế bây giờ con thử chạy chậm lại một chút. Đó, người học sinh mới là ok, bây giờ nó chạy ra người giếng nó chạy bằng nửa tốc độ như lúc đi về thôi, nhưng mà nước nó cũng không được bao nhiêu hết. À, lần thứ ba ông thầy lại hỏi là ok, con bị sao vậy, sao nước không bao nhiêu cái đó? Thì thằng này học trò nó cũng không biết nữa, nhưng mà con cứ con múc đầy đó con chạy về con đổ mà tại sao nó vẫn không được bao nhiêu hết. Ông thầy mới nói ok, lần này con chạy ra mà con chạy bằng một nửa tốc độ của con đi thôi, hay thậm chí là con đi bộ thôi để xem đi về nó có được hay không. Thế là học trò nó chạy ra, nó múc đầy nước xong nó đi bộ về, nó tưới cây, lần này nước vẫn không được bao nhiêu các bạn. Cái xong cái nó mới ngồi, nó ngồi suy nghĩ, nó kêu chứ có vấn đề gì ở đây, có vấn đề gì ở đây. Thì nó mới cầm cái xô lên, thì các bạn biết không, cái xô nó có hai cái lỗ ở hai bên của cái xô, nó bị thủng. Cho nên là dù cho nó có đi bộ hay nó có chạy hay nó có chạy nhanh cỡ nào đi thì cái xô nó đã bị thủng rồi, cho nên là có đi về thì cũng không được, không có chứa được bao nhiêu nước cả. Thế là từ buổi sáng cho tới giờ là thằng này vừa chạy múc nước vừa chạy công cốc và làm tất cả cái việc là vẫn là rất là vô ích. Thì ông thầy mới nói là bây giờ con có nghiệm lại được những cái gì, cái bài học mà ta đưa cho con ngày hôm nay là cái gì không. Thì chàng học trò đó mới nghiệm mới được, đó là cái việc là không phải là muốn nhanh là được, không phải là muốn nhanh là được, cái gì muốn vội, muốn muốn cái gì cũng phải nhanh, phải gọn, phải lẹ, phải thế này phải thế kia chưa chắc nó đã được. Mà đôi khi chúng ta phải stop, phải ngừng lại để xem thử là cái những gì chúng ta đang làm nó tốt chỗ nào, nó chưa tốt chỗ nào, nó bị lủng ở đâu, như những cái lỗ thủng như vậy đó, để trên cái hành trình mà chúng ta đi á, chúng ta đừng có lãng phí thời gian, đừng có lãng phí cái năng lượng, đừng có lãng phí cái công sức của mình và của những người khác đang đồng hành với mình trên cái hành trình đó. Thì cái câu mà tôi nhận được của ngày hôm nay đó là như vậy đó các bạn, know when to stop, là biết khi nào mà stop, biết khi nào mà dừng. Bởi vì cái việc mà
cả một cái thế hệ, tất cả mọi người xung quanh chúng ta lúc nào cũng muốn chúng ta tốt hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, giàu hơn, phát triển hơn, thành công hơn, thắng lợi hơn, bao nhiêu thứ đều hơn 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 như vậy đó. Chứ không ai nói là chúng ta là thua 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 hoặc là như cũ cũng được, sao cũng được như vậy. Ai cũng muốn chúng ta hơn. Cho nên chúng ta từ khi mà bắt đầu đi vào học đã có một cái tinh thần là lúc nào cũng phải chiến đấu để trở nên tốt hơn, giỏi hơn, thế này thế kia. Đúng không? Cho nên là mình luôn luôn ở cái tư thế là chạy 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 chạy. Và cái xe nó muốn chạy lâu, chạy dài, chạy bền á, nó cũng cần phải có cái thời gian bảo trì, bảo dưỡng, nó phải được đổ xăng, nó cũng phải được thay nhớt, càng thay nhớt tốt, đổ xăng tốt thì cái tính bền bỉ của cái xe nó được được lâu hơn, đúng không các bạn? Hay là mỗi khi mà đi kiểm định kiểm tra thì người ta có thể con vít nào mà nó lỏng thì vặn lại, cái bộ phận nào mới bị hư thì phải thay thay thế á. Mà con người chúng ta đâu phải là cái xe mà lúc nào cũng phải là chạy 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 như vậy á. Và đôi lúc trên cái hành trình chúng ta chạy á, chúng ta đang đang làm rơi cái gì mình đâu có biết ở đâu. À, mình làm rơi, mình là rơi, mình chạy nhanh quá thì mình làm rơi nó quá xa để có thể quay ngược trở lại để mà lượm nó, để nhặt nó, để sửa những cái gì mà chúng ta làm sai, đúng không? Đó. Trên con đường mà chúng ta chạy 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 như vậy á, có bao giờ vì quá nhanh quá vội vàng mình đâu có thể nhìn lại là à cái mình đang rơi cái gì rồi, mình đánh rơi cái gì rồi, mình đánh rơi con người của mình này, mình đánh rơi nụ cười của mình này, mình đánh rơi niềm vui của mình này, mình đánh rơi tính cách của mình này, mình đánh rơi thái độ của mình này, mình đánh rơi bạn bè của mình này, mình đánh rơi cơ hội của mình này, mình đánh rơi kiến thức của mình này, mình đánh rơi hạnh sức khỏe của mình này, mình đánh rơi hạnh phúc của mình này, bao nhiêu thứ mà chúng ta đánh rơi, chúng ta có thời gian để nhìn lại đâu, đúng không? Vậy nên không stop là không ngừng lại. Know when to stop là biết khi nào là cái điểm dừng để mình có thể xem lại là à đánh rơi cái gì rồi đây ta, đánh rơi cái gì rồi, để lúc đó mình nhặt nó lại, à lúc đó mình sửa nó lại, lúc đó mình chỉnh nó lại, à nó sẽ không có muộn. À, và các bạn biết không, know when to stop nó còn một cái giá trị nó rất là quan trọng, là nhiều khi á, chỉ cần ngừng 1 phút thôi, à, để cái đầu chúng ta nguội lại, để chúng ta có thể à, đưa ra những cái quyết định nó tốt hơn, nó chuẩn chỉnh hơn, nó cân nhắc hơn. Hay hơn là khi mà chúng ta cứ vội 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 vàng vàng như vậy đó, và chúng ta đưa ra những cái quyết định ấy, nó rất là không có thấu đáo. Thì cuối cùng á, tự nhiên một ngày mình nhìn lại mình ước gì là thà mình bỏ 1 phút đó, thà mình bỏ 1 tiếng đó, thà mình bỏ 1 ngày đó để mình chậm lại, mình stop, mình ngừng lại để mình cân nhắc kỹ hơn, mình suy nghĩ sâu hơn, à, mình hỏi ý kiến nhiều người hơn trước khi mình đưa ra những quyết định nó vội vã như vậy. À đúng không? Thì know when to stop là một cái câu nói rất hay mà tôi nhận được trong thông điệp của ngày hôm nay. À, rất ít người xung quanh tôi, xung quanh bạn nói chúng ta là à hãy stop lại, hãy ngừng lại. À, rất ít người. Và nếu mà có ai đó nói các bạn là hãy stop lại, hãy ngừng lại, hãy chậm lại dạng dạng như vậy, hãy ôm người đó vào lòng và cảm ơn người đó. Bởi vì họ là những người thật sự đang trân quý bạn, đang yêu mến bạn, đang muốn bạn có những cái gì đó nó tốt. À, trên một cái hành trình dài để cho bạn có được à, năng lượng, gìn giữ được năng lượng, gìn giữ được à, cái hạnh phúc của bạn, gìn giữ được cái hành trình của bạn nó đi đúng hướng thay vì nó sẽ bị chệch hướng à, mà bạn không biết được. Ok, à, chúc các bạn tìm được cái phương pháp để bạn có thể à, để có thể biết là khi nào là bạn cần stop thì bạn stop. À, và à, hãy áp dụng nó càng nhiều càng tốt bởi vì nó rất có lợi cho bạn và những người chung quanh bạn. Ok, à, cảm ơn các bạn ủng hộ cái video này, ủng hộ những gì chúng tôi làm. Hy vọng các bạn sẽ thả tim, follow cái kênh để chúng ta cùng nhau trò chuyện, để cho tôi và bà xã được tiếp tục chạm vào cái hành trình của các bạn thêm một chút nữa. Vậy nha, tạm biệt.